ai mà nói cái chữ này chữ gì thì nếu nó nói bùa thì tôi không biết sao tôi nó gọi là bùa. Nhưng mọi người cứ hỏi, nếu mà mấy người nói mà chữ này chữ bùa tôi không biết sao hỏi ra. Các vị thầy nào về luôn đó, nó là hỏi những cái chữ này là phải cái những cái chữ Phật lệnh của Phật tổ hay không? Cái ấn như vậy là mỗi một vị như vậy là khác nhau hết. Dạ, như là cái ấn này là của vị nào? Dạ. À, Lê Thanh xin chào quý bà con và các bạn hôm nay đã theo dõi kênh YouTube của An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay Lê Thanh có gặp Tư Khùng ở vùng Bảy Núi. Là Tư Khùng cũng có chia sẻ rằng để xin keo, nếu bề trên cho phép thì Tư Khùng sẽ tiếp chuyện với Lê Thanh cũng như các anh em kênh YouTube. À, về những cái giống như là nghe nói ở đây Tư Khùng có ấn nè, sắc nè, rất là nhiều. Và hiện Tư Khùng đang thờ rất là nhiều vị ở đây. Thì Lê Thanh sẽ chờ đợi chút xíu này Tư Khùng sẽ xin keo ở đây coi như thế nào, có được hay không. Nếu được thì Lê Thanh mời khán giả cùng theo dõi những câu chuyện mà Lê Thanh quay ở trên kênh YouTube này đây. Thì mời khán giả. Tại Tư không kiếm cặp keo keo là tự làm mà, bằng mắt che đó. Dạ Hiếu, Trần Trúng Hiếu. Hy vọng là mẫu cho. Rồi, quá êm, quá tốt rồi. Cái một cái ngựa với cái ấp là được á. Thì khi mình vô đây, mình trước khi gặp Tư thì mình cũng đúng rồi, có nguyện rồi. À, ta nói được đúng. Có nguyện xin cho anh em YouTube để quay. Xin mẫu cho, quay em cho thôi. Cũng có xin keo là vậy là được. Thì cũng hơi vui. Xin được cho quay thì quay đi quay. Quay đi quay. Từ từ khi mà anh em khi đến đây thì thấy Tư thờ rất là nhiều. Đó. Yeah, thì Tư có thể cho khán giả biết những cái mấy cái vị Tư thờ ở chỗ này gọi như thế nào, có người không biết đó Tư. À, nói chung á, tưởng mình là cái đó là cái hình thức, đó là tu, Tư gọi là tu loại đó, hình thức á. Yeah. Chứ mình không phải như mình xưa là tu tâm, tu là tu tại gia, tại tu là ta không có muốn mà cái hình thức, còn bây giờ không có hình thức, không có tượng cốt là người ta không chịu tu. Yeah. Người ta không nhìn thấy, người ta nói ủa mình tu giả, tu dối. Bởi vì những cái tượng này người ta tạo ra cũng là các mẫu đều khác nhau hết. Nhưng mà người ta tạo cho mình là biết cái người đó là cái người đó thôi. Chứ các đức ở trên không có giống gì. Yeah. Khác nhau hết, khác nhau hoàn toàn hết. Như bà này là bà là bà Cố Hỷ. Cố Hỷ Thượng Động phải không Tư? Dạ, không, bà Cố Hỷ, bà Cố á. Bà Cố, cho ông Cố bà Cố đó ha. Không, bà Cố là bà Cố bên Chúa, bên năm bà nè. Yeah. Là bà rồi này, bà cố bà kia là bà Cố Vận Động là khác nữa. Yeah. Còn bà này bà Chú Vàng Chú Ngọc, nhìn mặt nó ná nhau mà. Yeah, bởi vì Lê Thanh như khán giả cũng chưa biết. Dạ. Đó, nhìn nó ná nhau mà. Nhưng mà nhìn cái lệnh bài đó nó khác nhau hết hoàn toàn. Yeah. Bà ngồi này là bà mẫu, mẫu đứng, mẫu ngồi. Mẫu này là người ta gọi là kim gì à, Thổ Đức Thánh Mẫu, là bà này là bà đen. Còn bà đó là bà Kim, là bà vàng. Tại mặc áo đen của bà đó, nó nhỏ bữa ở mặt lộn á, mặc áo vàng không à. Đây bà Chú Sứ nè. Bà Chú Sứ là bà Chú Sứ Núi Sam ha. Dạ đúng rồi, bà Chú Sứ Núi Sam đó. Còn bà nè, bà này là bà Linh Sơn Thánh Mẫu. Bà ở ngoài bà đen á. Đây, bà Chú Sứ Nguyên Nhung nè. Chú Sứ Nguyên Nhung. Đó, bà này là bà Chú Sứ Nguyên Nhung. Chú Sứ Nguyên Nhung với Chú Sứ Thiện Ngàn, cái gì Thượng Ngàn là khác hay? Thượng Ngàn, bà Chú Sứ Thượng Ngàn. Nói chung cũng có một bà, nhưng mà người ta gọi tên này, người ta gọi tên kia. Yeah. Nói chung nhiều người biết cái người cũng vậy mà biết vậy mà tại gọi sao không được chứ á. Mà gọi mới trúng mới bả không à. Bà nào cũng vậy chứ á. Yeah. Có bà Tư Khùng như này, người ta gọi cũng trúng đó. Hôm nay gặp Tư Khùng thì tại vì... tại bà Tư Khùng cũng nói vậy đó. Không biết đó, cũng nhờ Tư cũng có chia sẻ gì cũng... Thì nói chung nói đúng không đúng, bà con chỉnh sao chỉnh không ấy, lên đây chỉnh luôn cũng được. Chỗ này cũng như là những mấy mẫu đặt đồ cúng. Yeah. Đó, cúng tiếp tới đây. Mấy mẫu này mình đội không bà nghe. Mẫu đó bà mẫu cha mẹ ông mẹ đội. À, thấy Tư ở đây có dựng mấy cây đao đó là có ý nghĩa gì Tư hay là cũng... Ở cái này để mình trình lễ đó, khi mình cúng á. Tới ngày lễ đó, mình cúng mình trình á. Là vị nào mà cầm cây đao đó? Nói chung ông Quan Công rồi cầm đao thì nhiều ông lắm. Nói chung là mình muốn về ông nào cầm ông đó à. Chứ đừng nói mà chỉ có Quan Công cầm đao không. Đó Tư không chịu à. Thì mình
đây có có cây giống cây bắp trần đó. Đó, cũng như cái bắp trần này nè. Yeah. Mẫu cũng cầm được mà các ngài cũng cầm được nó. Yeah. Thái thượng lão quân cũng cầm được, rồi thiên thệ Nguyễn Thiên Thông cũng cầm được. Đúng không? Mình hỏi tại sao mà cầm? Cái đó là cái đó cái pháp khí của một người thôi, hiểu không? Mọi người có một cái pháp khí nó khác nhau. Chứ không ai giống ai. Cây pha bắp trần đó giống như là trừ yêu diệt ma được luôn không Tư? Nãy hả? Dạ. Tâm ma gặp tôi còn sợ ma nè chứ không chơi ai. Đó là chị ma gặp lên đây gặp tôi lại à. Dạ, ồ cái đó cái gì vậy? Nói cái này thì ắn không mà nha. Ắn hồi đó vậy mấy ông về cho tôi vẽ. Vẽ là ắn, ắn ngũ phương, ắn châm quan. Nhiều lắm, cho coi luôn. Dạ, cái gì một độ. Xin được cho coi hết á. Xin được cho coi, không sao. Ây da lì. Ồ, trong án này cấp xác lệnh đó. Xác lệnh này giờ mấy ông về viết nghe chứ tao tôi nào giờ tôi biết này. Cái này là của cái gì? Cái này xác lệnh binh Phật nha, xác lệnh Phật. Như là các ông về rồi cái giống như điểm cho từ để mà tôi không có về luôn nữa. Từ không có về à? Không về xác à. Không về xác. Chứ mấy thầy tránh cho thấy sao viết vậy. Đó. Tự viết, làm ra luôn hả? Viết xong rồi đưa cho người ta khác. Dạ, giống đó. Như vậy đó ha. Dạ. Tức rồi. Là một cái án này là có một cái quyền quý bí quyền cơ gì vậy? Mỗi cái án như vậy là mỗi một vị như vậy là khác nhau hết. Dạ, như là cái án này là của gì nào? Dạ. Cái này là của Ngũ Phương. À. Ngũ Phương là ta gọi là nãy là Đông Tây Nam Bắc Trung ương đó, là ta gọi là Ngũ Phật đó. Dạ. Cái án này. Nè, bên đây là Ngũ Hành nè. Ngũ hành nó năm mẹ nè. À, năm mẹ ngũ hành. Dạ. Ăn sài ăn đá. Dạ ăn này. Ở này là ăn của Tam Thiên. Tam Thiên là trên dưới là Diêm Vương luôn đó. Trên 36 tầng trời 12 tầng địa ngục đó. Ăn của Tam Thiên là gọi như vậy ha. Dạ. Đây ăn này các của hàng trăm quan. Trăm quan. Trăm quan chư thần vậy đó ha. Dạ. Này ăn mẫu. Dạ. Hồi nào giờ ai chưa thấy ăn mẫu thì nhìn ăn này nè. Trời ơi. Như vậy là đúng đó thầy. Đúng rồi, chỉ có Tư bữa nay cho coi ấn mẫu thôi chứ không hồi đó giờ không ai cho coi ấn được hết. Giống là Tư tiết lộ ha. Rồi còn gì đâu tiết lộ xin được cho được hết rồi. Này là ấn của Ngọc Hoàng. Ồ, ấn Ngọc Hoàng rồi mình để dần vô cho. Ngọc Hoàng Thịnh Đế. Ổng này là của Diêm Vương nè. Ấn Diêm Vương. Dạ. Vậy là Tư là có rất là nhiều ấn luôn. Chuyện này tôi cho coi hết luôn. Đây, ấn này là của ông bốn ông Tứ Đại Thiên Dương canh bốn cửa trời đó. À, ấn Tứ Đại Thiên Dương. Ừ. Đây, cái này là của hàng trăm quan. Trăm quan cụ thần chưa vị chân thần đó. À, năm đông bảy núi đó ha. Dạ. Ông quay ngược nữa hả? Lại quay lại. Đó là đây đó. Chính ra ở đây là còn cái này là ấn của em. Mười mấy ấn luôn. Đây là Tư của ấn luôn. À. Tư có ấn luôn nè. Tư luôn. Ấn này là có ý nghĩa gì Tư? Dạ. Ấn này có ý nghĩa gì? Ngọc Hoàng cấp ấn lệnh chuyên kiệt. Ờ, có tên luôn ha. Dạ. Còn đây tên đây ba cái tên nè. Cái này chữ thiên chứ đâu phải chữ Việt ha. Dạ. Ờ, Ngọc Hoàng cấp ấn lệnh. Anh để em lấy cái đồ đáng xuống hình ra cho coi. Ờ. Chữ đẹp hình coi được. Anh ra là có giống như đóng mộc vậy đó. Đúng rồi. Ừ. Hôm nay Tư giống như là cái bỏ bói của Tư hôm nay là Tư chia sẻ luôn. Mình chia sẻ này coi như là có 30% mà. Dạ. Còn nhiều lắm. Còn nhiều lắm á. Rồi. Bây giờ anh không lấy gì anh nó nổi mực lên đây. Miếng mút để em đi vô em lấy cái mượn cái miếng mút gói trong mới được. In lên áo hiếu được không? Không được nữa. In không lên mực. Áo hiếu nặng lắm, nó không lên mực đâu. Nặng bóng vé gì đó. Ông vía nặng quá. Anh lên cái trán của anh vậy. Ông lên thì tùm lum hết. Không có phải. Trời ơi, in xuống nó không có khắc cái lúc nó khắc đó. Dạ. Yeah. Khắc bằng máy nó khắc cái chữ nó bằng, sâu quá. Cái chữ nó bằng vô mình. Sâu quá. Nó không lòi lên á. Cho lòi cái chữ lên đi nè, không biết lòi không đó nè. Gì nó mới lòi đó. Để bắt bà nội vô có lòi không? Cái đó mực hay gì? Dạ, mà hộp in mực đó. Ừ. Nhỏ cái quá. Ta in nắng hộp nhỏ nhỏ còn in nắng hộp mới lớn đó. Ở trên nắng là có giống như là rồng à. À đúng rồi. À, Minh ơi, Nam ơi. Ai cứ lấy, ai ai thằng nhỏ. Lại cái bàn ở chỗ đó có cái hộp in mực á. Hộp in nắng á.
lấy đem cái vòng căn trước má Tư cho mượn ơi. Truyền âm, truyền âm. Chưa cúng mà. Cúng rồi. Mỗi lần ấy gì lấy gì là trời ơi mỗi la không. Khô họng. Mực ha. Nhưng mực mực này dễ để chưa nho luôn á. Khi mà cái ấn của Tư mà đóng xuống là có một cái nhiệm vụ gì không Tư? Dạ. Dạ ấn thì vụ thì giờ nói chung vụ bà con của bác đi mau niệm Phật đang tu đang về chạy đó. À. Ừ, vụ đó thôi à. Vụ bà con thì nó tư vụ mà con cứ ngày niệm tiếng niệm Ma Di Đà Phật cũng được. Không cần nhiều. Mà hỏi niệm tiếng đó là phải có tâm hay không chứ đừng có nói mà ngồi tôi ngồi thiền mấy trăm năm, mấy chục năm ô rồi ra mà cái tâm mình không có. Miệng niệm Phật mà cái tâm là tâm gì? Tâm tà nó mát chứ không gì. Rồi niệm chi trời. Đóng cái dính liền ra chữ vậy đó. Đó. Nãy nãy Tư nói là cái bốn chữ bốn gốc là cái gì? Dạ. Ngọc Hoàng Thiên cấp định ắt xác định. À. Trương Anh Kiệt đó. Trương Anh Kiệt chính giữa cái nhỏ đó ha. Trời tôi nói qua rồi không hỏi được thêm cũng quên cái đó là Tư. Ok ok. Tư nhận được cái điển ở trên mới được cái đó hả Tư? Dạ nói chung là nguyên bộ này là đó mấy ông đưa cho vẽ không đó. Dạ. Chứ có biết vẽ chết liền. Cái ấn đó ấn gì nữa đi Tư? À ấn này ấn của Ngọc Hoàng nữa nhưng mà không có ấn. Mấy ấn này không được rồi. Dạ. Quá nhiều sắc ấn luôn rồi. Đó ấn đó. Còn đó xác định nhiều lắm. À xác định nè. Nhiều là đây nè. Quá nhiều luôn. Ở bên đó có cây phát trần nữa. Đây cái này là dạ, mấy nhỏ làm chơi hả? À, cũng làm cúng đó, làm trình lễ. Dạ nhưng cây phát trần kia nó có dạ. Có hiệu quả hơn ha. Dạ, cây kia thì để cho mẫu trình mẫu cúng mẫu tới đây. Cái chuông này đi đám ma rồi rớt biết bao nhiêu lần xuống mộ người ta đó. Tư bị liệu. Mà cứ mấy thằng nhỏ đi đám ma tối đó. Yeah. Nó khi lu bu đó nó cứ cái chu này úp xuống hoài vậy đó. Lọt bữa đó lọt xuống cái nguyệt của người ta chứ đó ba lần vậy á lụm lên hoài á không thằng nào chịu chung chứ thôi mình cũng chung chứ mình lụm luôn mà sao không chết biết xuống dài quỷ già đi mấy cái đỏ là gì Tư? Dạ mấy cái đỏ xác lệnh quá này xác lệnh không đó à. Nè xác lệnh không nào đó. Dạ. Cái mộc chính giữa đó là của Tư đó ha. Mộc chính giữa là của mộc trung ương của Đức Cộng Hoàng đấy. Dạ. Đó. Cái này là cái điển đưa xuống mà Tư vẽ được mấy chữ đó ha? Không. Người thật sát thật, vẽ. Vẽ. Ai mà nói cái chữ này chữ gì thì nếu nó bùa tôi không biết sao tôi gọi là bùa. Dạ. Mọi người cứ hỏi. Nếu mà mấy người nói mà chữ này chữ bùa tôi không biết sao. Hỏi ạ. Các vị thầy nào về luôn đó, nó là hỏi những cái chữ này là phải cái chữ Phật lệnh của Phật tổ hay không? Dạ, yeah. Có chữ dạng chính giữa nè. Đây không vậy, đó, trên đó hỏi là có phải là cái xác lệnh của Phật tổ về hay không? Yeah. Cái này là cái xác lệnh của Phật tổ ha? Dạ. Yeah. Chứ không phải là xác lệnh của bùa lỗ ban ha? Dạ yeah, không. Dạ, yeah. Nhiều khi mình quay lên không nói thì... Ta cứ nghĩ đây là... Đây, để giải thích cho bà con của biết, bác hiểu là để không hơi, ta nói. Trời ơi, sao mà bị... Tôi không biết gì mà bùa niệt gì chú gì hả? Không, đây. Đó, cái này ta gọi bùa không? Nhiều khi ta gặp này ta sợ bùa không chứ? Nè, bùa không? Giống ha. Xếp ông này lại đi, để không gặp này sợ. Nè. Ai hỏi cái chữ này, ta gọi chữ gì? Dạ, theo tôi chia sẻ là chữ này chữ gì thôi? Dạ. Cái này là ta gọi là binh phù. Binh phù. Dạ, đây binh phù đây, đó. À, binh phù ý nghĩa như thế nào thôi? Đúng như là kim tài, kim lộc. Rồi những mà mình ra đường á, dạ. Những cái nạn tai rồi đó, nó sẽ giải bớt cho mình á. Mình bỏ theo người á. Dạ. Khi mà cầm này á, chỉ làm cái tờ giấy á. Đúng không? Nhưng mà tôi đã nguyện vô. Đó, mình xin cái bài trên. Hay là ai mọi người khác cũng vậy. Đã ra làm thầy, đã ra dạy mọi người,
đã ra cái căn ra quả là người ta cầm cái tờ giấy này ta chỉ nguyện lên trên là xuống mình là cái tấm phép mà không còn tấm giấy bình thường nữa. Thứ nhất là mình đi không được đem vô những chỗ dơ giấy, những nhà tắm rồi đó là mình bỏ ngoài, còn đi ra ngoài đường mình bỏ theo nó là bình an cho mình. Đó là gia hộ mình là đại lộ đường xá cho nó qua tay qua nạn khỏi vậy, nó không có bị tai nạn xe gì thì nó cũng đỡ chút xíu ha. Chứ không phải là bùa, cái này thật sự là nhiều người nó nói ơi trời ơi sao mà bùa nhiều quá, cái này không phải là bùa, cái này là toàn là binh phù không đó. Binh phù để cấp an thôi. Nhiều người nó nói ơi trời ơi sao mà bùa nhiều quá, cái này không phải là bùa, cái này là toàn là binh phù không đó. Binh phù để cấp an thôi nè, cái này cũng binh phù không, chứ có không có chữ gì là bùa, cái này là đó binh phù kim tiền đó, đây binh phù luôn, có ấn ngọc hoàng hết, nó ấn ngọc hoàng tay ấn hết á. Cái này giống cái chỗ à, cái bắt quái á, bùa quái à, lộ bắt quái à, bắt quái càng khôn chuyển đó. Dạ thì sao tư chia sẻ đây là bên phép Phật hay là dạ pháp Phật hả? Sao cái này hả, phép Phật hay là cái này là cái binh phù này, nói chung là của ông nào thì về ông đó, cái này là binh phù này là của bên lỗ tổ, của các ngài lỗ tổ nó đó, tạm về đến chỗ đó. Nó là ba ông đó là ba tổ nghiệp thầy đó, là mình không đó ba vị thánh tổ, mình mới giấy là 52 vị thầy tổ, tại 52 vị thầy tổ là còn lỗ ban á, nó có hai cái loại lỗ ban là một cái tà cái chánh. Mình học á chánh á mình sẽ nó ra chánh, còn học tà nó sẽ ra tà. Đây tôi cho coi luôn. Đâu đấy, từ từ tao sang bữa sau tôi mới sang đây mấy ông lên. Đây là bà Cửu Thiên Quyền Nữ đó. Vâng. Đó, hai bà Cửu Thiên Quyền Nữ, hỏi tại sao hai bà này có giống nhau không? Không giống nhau. Nó khác nhau nhưng mà tại cái người á, cái người ta làm á, ta kính ngưỡng thôi. Nhưng mà cũng là một bà. Cũng là một bà. Đây là năm mẹ đây. Đó. Dạ, năm mẹ ngũ hành á. Năm mẹ ngũ hành. Đây, nó đây là tam vị thánh tổ. Vị thánh tổ. Này là mấy cái chữ bùa để học lần đó. Hỏi mình học có đúng hay không thôi chứ. Đó nè, mấy chữ nó. Viết cho mấy anh em học được bao nhiêu chữ. Bùa này như chữ bùa quá. Cái này là mình cũng viết ra luôn đó ha Tư. Đó, cái rồi. Đây. Thì trong cái này thì đó, anh em coi là hỏi cái này người ta gọi là ui này bùa viết chi lắm không phải. Không phải là Tư nào giờ tôi chả biết học bùa là cái gì. Nào giờ. Cái đi học bên ngành thể dục thể thao rồi. Vậy đây là làm luôn chứ có. Rồi đó về đây còn khóc luôn. Nó trời ơi, đi về đây rồi. Là lúc ở chảnh làm có tiền. Giờ về đây tiền đâu ăn trời. Tự nhiên nó ác rồi đó, về cái bàn hình liên, cái khánh nhỏ của Tư đó. Cái khánh màu đỏ chặn dưới này nè, là cái bài vị của Tư rồi đó, có nhiêu đó. Về chứ có cái đó với cái ly hương, với chung nước à. Đó ở đây buồn ngủ của Tư nè, mà nhà không được chán gì nha. Không có gạch, đá không à. Ngủ buồn ngủ ngay đây nè, rồi Tư viết ra xa xòe luôn, mai mốt chắc đi lấy hô tuấn hốc mà tỏ luôn quá. Đó, dạ, cái này cũng là học mà tự viết hả Tư? Không, này tự mấy ông vậy. Ngủ, Tư ngủ rồi Tư đấy. Đấy sao về dễ vậy? Mà nó trời ơi, hồi đó ngu lắm. Nó thiệt nghe chữ Việt tôi còn đọc không gạnh. Hồi đó học lớp 2, lớp 3 nghỉ mất tiêu rồi. Đi lên Sài Gòn làm mướn cho anh á. Lúc đầu tiên làm ở về chợ Bình Điền. Rồi xong xuôi mới đi qua bên ngành thể dục thể thao. Anh Thang á, anh Thang với cô Thu gặp bệnh. Nói đầu tư này học võ được bắt gì bệnh. Bắt bệnh rồi học, ổng bả cho đi học lên. Rồi bộ bệnh, tự nhiên không vậy trơn, ngã ngang bệnh não cái gì, dòng não có mũ. Tưởng đâu đứt bóng từ bi hỷ xã rồi đó chứ. Cũng ngang lắm ơi. Lúc mới về xây cái điện ở ngoài kia. Xin bà con cô bác 5 triệu. Xin cắt đựng cái bàn thờ phải không? Mẫu, bà mẫu này nè. Gặp bà, về đây là gặp bà đó. Là xin 5 triệu cắt đặng thờ đó.
chán hơn lên cục đá mình chán hay đâu có nhiêu tiền. Xảy ra ba trăm mấy chục triệu, trời ơi muốn chạy không có la lử. Anh Kiệt bên Tân Châu thương anh với mấy nhỏ, định nha, định ngày cúng ăn vị với ngày cúng làm chứ có 10 ngày mà cái nền nó ngoài là ngưng trùng, làm đêm luôn, làm ngày làm đêm luôn. Nó làm xong định ngày cúng, cái cây của người ta để thì để đi, chặt đút mấy cơ vô, mấy nhỏ đút vô là đã tắt máy, đút mấy cơ vô tắt máy. Cái cây trên cục đá, cây nhỏ xíu à, bằng cầm tay ông dòi và cái dông á, dòng lấy quéo chặt vài cái là nghỉ mày không tiêu rồi. Cưa không được, còn chặt cũng gãy cái búa luôn nữa. Đây tôi ra chặt nè, đó em ra mà lấy cây búa với nhà mà ra chặt, chặt mấy hai cái gãy thêm cây nữa, tức qua loại gì dưới này. Trời ơi, chọc ai chọc em đó uống rượu nhiều lắm, giờ không uống rượu được nữa. Đó là nó uống rượu mà uống vô bà cận 12 lục 12 lèo về chào cơn thôi. Đó từ đây là bộ cái tới ngoài núi tới đinh bà đen quá. Nội bộ không hả Tư? Dạ tào lao vậy đó. Mặc cái quần thun màu xanh, cái áo sắt nách ba lỗ, lội khơi khơi vậy đó. Đó giờ có biết đường đi đâu cái tới đó đó. Mấy ông hồi đó về hành lắm, mà nói chung là em cũng sợ. Bên mình cũng có gốc có gác, nội cũng làm thầy, ngoại cũng làm thầy, chung nội ngoại hai bên nào cũng giỏi chân. Nói chung bên nội á, thì Phật, bên ngoại á, thì Ủ Ban làm về 12 ông lục, 12 ông lèo, 12 ông tà, rồi 12 ông tổ lò gèn. Nói chung ông nào về mà hôm đó ở bên nội thì về Phật không à. Ông là dạy tứ ăn mà, đạo tứ ăn hiểu nghĩa. Tứ ăn nha, tứ ăn hiểu nghĩa nó khác nhau, chứ không phải hai cái nào mình gọi tứ ăn không. Tứ ăn á, tứ ăn hiểu nghĩa là ở Ba Chúc à. Còn đạo của Tư là đạo tứ ăn. Là tứ ăn với tứ ăn hiểu nghĩa là khác hả? Khác, cũng chung một luôn. Nói chung là nhiều người kiếm cái đạo này lắm, mình chưa thông được, không có biết được đâu kiếm. Tại lúc bổn sư á với Phật Chùm á, là Phật Chùm là hiện giờ ở dưới núi mình nè, ở chỗ núi dài á. Yeah. Là nhà Tư gần đó đó, nằm ở dưới kinh đó, kinh 8000 á. Đường 8000 chạy về dưới chùa Chiên Lâm Tà Bạ này cũng có cái nè. Rồi chùa Cây Dương là đường về kinh 8000 đó. Rồi xuống Kiên Giang với kinh Tư á cũng có cái nữa. Hai ba cái dưới á, mà không phải chơi đó, chùa ông nội là gà lập ra chứ không phải của mình. Đây là cái nhà của tôi luôn. Yeah. Hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.